Không sao, mọi người cứ tích cực lên, mọi người không có gì phải sợ ấy. Hôm nay em đi phỏng vấn em chả sợ luôn á. Cứ đứng hát thôi. Hello mọi người, mình là Thảo. Mình 18 tuổi và các bạn có thể gọi mình là Jamie. Mình thấy mình là người hướng ngoại nha. Nên là mình có thể hòa nhập được với tất cả các kẻ luôn á. Thật sự là cái mục đích để em đi qua nước ngoài ấy, nói thẳng là em muốn tự lập. Là cái thứ nhất, kiểu muốn sống một cuộc sống kiểu trưởng thành hơn này kia. Em nghĩ là cái việc mà sống như vậy nó phù hợp với em, với lại là nó em cũng có thể có thêm nhiều kinh nghiệm và gặp gỡ được rất là nhiều người á. Em apply vào trường Arkansas State University bởi vì là anh hai của em thì học ở đấy cũng năm nay là năm 2 rồi. Anh ấy đưa nhiều đánh giá tốt lắm. Nhưng mà kiểu nói chung là lúc đầu thì em cũng không có tìm hiểu, chỉ là nghe sơ sơ thôi. Thì lên đây được chị Thảo Tiên và chị Trang kiểu train cho em nhiều hơn, nói rõ cho em về thông tin của trường này kia. Em thấy trường nó, mặc dù nó là public stay nhưng mà cái giá, tất cả các giá cả về học phí hay chi phí ăn ở này kia đều ok hết. Tất cả cơ sở vật chất cũng đều tuyệt vời, đặc biệt là cái library. Kiểu library đó nó to nè. Cái này là em coi trên ảnh thôi, với lại là anh hai em gọi điện qua library em. Nó có nhiều mọi người, kiểu nhiều, có nhiều loại. Có ghế bàn, ghế ngồi cũng có một không gian để ngồi riêng cũng có, là ngồi chim bút cũng có, đủ loại hết luôn, nó to lắm. Lúc mà em bước vào, cái lúc mà xếp hàng á mọi người, kiểu em nhìn mọi người, kiểu em thấy mọi người cũng căng thẳng, em thì cũng sợ. Nhưng mà lúc đấy em cứ nhẩm nhẩm trong mồm, em hát. Xong rồi cái lúc bước vào gặp rất anh chị áo cam, cái chủ cảnh sát rất là nice. Kiểu mặc dù em đeo khẩu trang nhưng mà nhìn em kiểu cười nice lắm, em cực kỳ thích luôn. Vô em cũng chào hỏi này kia vui vẻ. Nói chung là tất cả mọi người ngày hôm nay em gặp em cảm giác là nice. Tất cả đi trên đường em cũng thấy vui, kẹt xe em cũng thấy vui nữa mọi người ơi. Cũng khá nhanh nha, làm giấy tờ cũng khá nhanh. Mẹ lúc em ra mẹ em còn hết hồi bạn, ủa sao nhanh dữ vậy. Thì vô đấy thì em interview, em gặp một cái CEO khá là nice, rất đẹp trai. Sau cái vô thì CEO hỏi em là sao biết về cái trường này. Thì em cũng tâm sự thật luôn là là anh hai em học đấy. Em cũng nói thoải mái luôn, kiểu nói như mình đang giao tiếp vậy á, mọi người cứ thoải mái lên nha. Nói là anh hai em đang học đấy, xong em cũng tìm hiểu về trường các kiểu, em trả lời đấy. Xong ok, em thấy em cũng tính kể thêm, nhưng em thấy CEO kiểu là cười cười thấy thôi ý là thôi rồi. Xong cái CEO họ bảo em là đưa cái transcript. Ok em đưa transcript. Xong em cũng kể là em này kia top 1 hay gì đó. Đấy xong cái là CEO cũng tự nhiên cũng cầm bad boy, xong congratulations. Lúc đấy em bất ngờ, em bảo oh really. Xong kể em chúc CEO một ngày tốt lành. Rồi em goodbye và đi ra. Hào hứng, rất hào hứng. Em vui đến cái mức mà em làm rớt điện thoại vào cái hố thang máy luôn đó mọi người. Với em á, em chỉ suy nghĩ đơn giản là sau cái lần tốt nghiệp á thì em muốn có một cái môi trường nó tốt hơn. Thật sự là như vậy, tại vì em quyết định chỉ có đúng một cái quyết định lựa chọn duy nhất của em là đi du học thôi. Cho nên là em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, em không bị áp lực, cũng không căng thẳng. Tại vì em nghĩ là đấy là một cái nước đi mà là em bắt buộc phải đạt được. Cho nên em cứ cố gắng thôi, cứ nghĩ về nó, nghĩ tích cực về nó. Và ngoài ra thì em không có nghĩ thêm gì về những cái mục tiêu khác. Tại vì em chỉ xét mục tiêu đó và em đạt được nó hẳn rồi em mới tính tiếp những mục tiêu khác. Em phải chia sẻ thật là em không những lên đây em học được những thứ mà riêng, không chỉ riêng về du học, mà em còn học được những thứ nói chung là đúc kết được chị Tiên và chị Trang, giúp em có một cái suy nghĩ tích cực hơn. Nó không còn áp lực nữa, nói chung là suy nghĩ tất cả một hướng tới tính tích cực. Thì em sẽ bắt đầu kỳ học của em là vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Thì em nghĩ em sẽ bay qua trước 2 tuần để mà chuẩn bị này, backup đồ này kia. Em có dự định là sẽ học bên đấy với bằng cử nhân marketing. Đấy là cái ngành mà em thích đó mọi người, lễ VR này kia. Xong rồi thì là em sẽ ở đó, ở chung cùng anh hai. Mà có cái mà em rất thích ở cái trường mà em chọn Arkansas State University nha, là đối diện trường là có rất là nhiều homestay luôn. Là có thể, khi có thời gian rảnh cứ đi qua thư viện của trường, có không gian cho các bạn học. Nói chung là mình không trở ngại về việc trễ học hay là đường xá xa xôi. Nói là như vậy, mình có thể đi bộ, đi xe đạp quay cũng ok. Lần đầu tiên em sẽ cảm ơn chị Tiên và chị Trang, cũng như là các anh chị training trong công ty New World, là một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Và em cũng có một lời, có đôi lời gửi đến tất cả các bạn là đừng có sợ mọi người ơi, tích cực lên. Mình muốn là mình sẽ làm được nó. Đừng có sợ nó gì mọi người ơi, không có gì phải sợ hết. Cứ tin vào bản thân trước mắt, là mọi người phải tin vào bản thân nha. Và có cho mình cái năng lượng tích cực, điều gì mọi người cũng có thể vượt qua.